Ni quả ya ni quả an ta liệt kê ta tha ga tăng
Nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khơi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiện thể được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ta đôi bậc chân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng vô ta ma kheo thiên nhãn tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tình và thù thắng lời in chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi.
rồi quầy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phóng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Đà thủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày thứ ba, 28 tháng 4 năm 2020. Thưa vị, đại dịch Corona được tính là hoàn thành đất nước Hoa Kỳ chỉ mới khoảng chừng trên dưới 3 tháng, chỉ vỏn vẹn 3 tháng thôi. Nhưng mà tính đến hôm nay thì tổn thất về nhân mạng cho đến giờ phút này đã nhiều hơn chiến tranh Việt Nam, đã gần tới con số 60.000 người trong vòng 3 tháng. Chứ về tổn thất về tài sản, về tài chính, người ta chưa thể đo lường được hết, nhưng mà chắc chắn là sẽ vượt xa chi phí của chiến tranh Việt Nam. Vì Hoa Kỳ thường nghĩ đến chiến tranh Việt Nam là một trận chiến chính, mà người Hoa Kỳ tốn rất là nhiều tiền bạc, người nhân mạng. Không ngờ đối với đại dịch Corona thì thưa quý vị, con số là lớn hơn nhiều. Đã có rất nhiều tiểu bang đang đưa ra những kế hoạch để mở cửa lại sinh hoạt, thương mại, đi lại, và bỏ lệnh phong tỏa. Nói như vậy, thực sự thì mỗi tiểu bang đều có một cách khác nhau. Trong số 15 tiểu bang đã hứa hẹn là sẽ tháo dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở trong vòng 3 tuần lễ sắp tới đi, thì thưa quý vị, đa số đều đưa ra nhiều giai đoạn
chặng đường 1, 2, 3. Có nghĩa là người ta vẫn cố gắng để thăm dò, thử xem sự tháo bỏ lệnh phong tỏa có làm tăng thêm con số lây nhiễm và tử vong. Hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là sẽ cố gắng để có được sự xét nghiệm rộng rãi hơn. Và người ta xem là trước khi có được một cái thuốc chủng ngừa và thuốc trị liệu coronavirus thì chứng bệnh rộng rãi, chứng nghiệm rộng rãi xem ai là người đã lây nhiễm, ai là người không, sẽ giúp ích rất là nhiều. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay đó, chúng ta cũng bước qua một cái quyển sách mới, quyển sách khoa Phật giáo và khoa học đã nhiều ngày qua kể như đã hoàn tất, và hôm nay chúng ta bước qua một tập sách mới. Tập sách này nó là một tập sách nhưng đó là một sưu tập mà người đã nói những điều được ghi trong sách, tức là Achancha. Nhưng mà Ngài không phải là người sưu tập và soạn quyển sách này, mà những người vốn hoan hỷ với pháp thoại mà Ngài giảng, họ đã lắng nghe, chuyển dịch sang Anh ngữ, và họ trích những cái câu nói của Ngài như là những câu phương ngôn trong sự tu tập. Ngài đề cập đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và đó là những điều mà chúng ta sẽ từng tự đi qua cho đến khi hết tập sách này. Chương đầu tiên Ngài nói về hiện tượng sanh tử, dĩ nhiên là đặc biệt đề cập đến cái chết. Chúng ta sống trong thời kỳ dịch bệnh thì chắc chắn rằng mỗi ngày mà nghe con số tử vong khắp nơi trên thế giới thì chúng ta thấy được một điều rõ ràng rằng cái chết là một trong những con số ám ảnh lớn nhất ở trong thời kỳ đại dịch. Và một cái phương pháp mà chúng ta đưa ra là cùng nhau tu tập ở trong mùa đại dịch này. Do vậy, những lời dạy của Ngài về cái chết, về hiện tượng sinh tử có rất là nhiều điều để chúng ta suy cảm. Bây giờ thưa quý vị, trước khi đi vào pháp thoại hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau thanh tịnh tâm nghiệp để lãnh lễ tam bảo, và kính cung kính thì gọi Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ.
chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, kính thưa đại đức thần, thưa quý vị, chắc chắn trong thời kỳ đại dịch là thời điểm mà cho chúng ta thấy được cái tâm trạng thực sự của mỗi chúng ta khi đối diện với sự lây nhiễm, với bệnh tật và với cái chết. Người Phật tử có lẽ hơn bất cứ tôn giáo nào, tín đồ tôn giáo nào, là nói về vô thường, nói về chỉ chết là một điều mà chúng ta vẫn thường nhắc nhở. Đó là một ở trong hiện tượng của sự thật vi diệu mà Đức Phật gọi là khổ đế. Và chẳng những vậy mà cái nhìn về sự chết của người Phật tử tương đối rất là khác biệt với nhiều tôn giáo khác trên thế giới. Như chúng tôi vừa đề cập, đây là một tập sách mà của những đệ tử hay là của những người ưa thích những pháp thoại của Ngài Chính Cha, và họ đã trích lục những câu nói của Ngài và tự ý phân loại. Ngài Chính Cha hoàn toàn không biết về sự có mặt của tập sách này, mặc dù Ngài là người đã nói lên những ý tưởng ở tại đây. Thứ vị Ngài Chính Cha đó, Ngài xuất thân từ một gia đình nông gia ở tại vùng Đông Bắc Thái Lan, nó chính xác là tỉnh Ubon hay là Ubon Ratchathani. Ngài xuất gia hồi nhỏ, tới cái tuổi 18 tuổi thì Ngài từ một vị sa di hoàn tục trở về ở trong 3 năm để lo cho cha mẹ bị bệnh. Và sau đó Ngài trở lại xuất gia. Những tháng ngày đầu tiên xuất gia thì Ngài được học Phật Pháp ở trong một ngôi chùa làng. Nhưng mà rồi từ đó Ngài đã đi theo một cái tiếng gọi đặc biệt. Tiếng gọi này là hình ảnh của những vị tăng sĩ hành đầu đà ở trong rừng mà chúng ta gọi là Pháp Thu Đông. Từ một vị tỳ kheo sống trong một ngôi chùa làng, Ngài đã đi gặp nhiều vị danh tăng, và nổi bật ở trong số đó là Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi tiếng trong thời cận đại của Thái Lan, đã mở ra nhiều cái hướng sinh hoạt tu tập ở trong truyền thống lâm tăng. Và tới năm 61 thì Ngài trở về chính ngôi làng của Ngài, và ở tại đó Ngài sống trong một khu rừng. Từ khu rừng này, Ngài đã thành lập ra ngôi chùa có tên là Quán Đoạn Thơ Phong. Thứ gì Ngài đặc biệt áp dụng thiền, sự tu thiền ở trong đời sống hàng ngày, và nhất là đời sống xuất gia. Tu viện được Ngài tổ chức theo một cách tổ chức đặc biệt. Và những đệ tử của Ngài, hàng ngàn vị, có mấy trong ngôi chùa chi nhánh, và một số lớn, hàng trăm vị tu sĩ xuất gia đã thành lập những ngôi chùa Phật giáo khắp nơi trên thế giới, như là Amaravati ở Anh Quốc, Wat Bodhiana ở bên Úc, ở Tân Tây Lan ở Ý, ở Thụy Sĩ, ở Hoa Kỳ, ở Canada, v.v. Thật ra thì ngày nay, mặc dù Ngài Chính Cha bản thân chưa bao giờ nói tiếng Anh, và Ngài
là một vị mà đấu hoàng pháp ở trong một cái vùng đất tương đối là nghèo nàn, khô cằn của Thái Lan. Thế nhưng ảnh hưởng của ngài rất lớn. Nhiều quyển sách của Tây Phương đã viết, đã ghi lại những gì mà ngài hướng dẫn. Và hôm nay chúng ta đọc về một tập sách mà ở trong đó trích lục những câu nói của ngài, và được các đệ tử của ngài chuyển dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh và phân loại theo từng cái tiểu mục khác nhau. Cái tiêu đề mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là sanh và tử, hay là sống và chết, cũng là một đề tài rất thân quen, rất cần được suy gẫm ở trong mùa đại dịch. Bây giờ thì chúng tôi mời một vị Phật tử nào hoan hỷ phát tâm để đọc bài ngắn thôi thưa quý vị, và chúng ta sẽ trở lại ý nghĩa của những câu nói này. Để xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, con hành kinh đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Con hành kinh đảnh lễ tri trung đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoài Ngọc và Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Sinh và tử, kích từ chẳng có ai cả. Nơ anh chính ra, do tỳ khu Khánh Hỷ chuyển dịch. Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình. Tại sao ta sinh ra? Sáng, trưa, chiều, tối, vân vân. Mỗi ngày hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao. Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hay khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc. Vì không sinh ra thì sẽ không chết. Bộ ở trong bụng người ta sướng lắm sao? Thật chẳng thoải mái chút nào. Thử nghĩ xem, chỉ cần sống trong căn chòi nhỏ một ngày thôi, đủ khó chịu đến đâu rồi. Đóng hết các cửa phòng lại là bạn đã nếm mùi đau khổ. Chao ơi! Vậy mà ở trong bụng người ta đến 9 tháng, bạn còn muốn sinh ra lần nữa à? Hẳn bạn biết rõ là nằm trong bụng chẳng thoải mái chút nào. Thế mà bạn vẫn còn muốn thung đầu rụt cổ trong bốn, trong chốn tối tăm ấy nữa sao? Đừng trồng đầu vào dây thòng lọng nữa. Tại sao ta sanh ra? Ta sanh ra để không còn phải sanh ra nữa. Khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều rắc rối. Đức Phật dạy, này Ananda, quan sát sự vô thường, quán tưởng cái chết trong từng hơi thở. Chúng ta phải hiểu sự chết. Chúng ta chết để được sống. Câu này có ý nghĩa gì? Chết là chấm dứt mọi hoài nghi, mọi vấn đề và sống ngay trong hiện tại. Không phải ngày mai chúng ta mới chết. Chúng ta phải chết ngay bây giờ. Bạn có thể làm được điều này không? Nếu làm được thì chẳng còn vấn đề gì nữa, và bình yên tĩnh lặng sẽ đến với bạn. Cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở. Nếu biết liệu và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ không sợ hãi mỗi khi bị bệnh, và không còn đau buồn trước cái chết của người thân. Khi phải vào bệnh viện chữa trị thì hãy tự xác quyết rằng lành bệnh thì tốt, mà không lành bệnh cũng tốt thôi. Nếu bác sĩ cho biết tôi bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng tới, thì tôi sẽ nhắn nhủ bác sĩ rằng hãy cảnh giác, cái chết cũng đang đến tìm ông đó. Vấn đề là ai đi trước và ai đi sau mà. Bác sĩ không thể chữa trị hay ngăn ngừa cái chết. Chỉ có Đức Phật mới làm được việc này. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không dùng thuốc của Đức Phật? Nếu bạn sợ chết, thì hãy quan sát xem chúng từ đâu đến. Chúng đến từ đâu?
chúng đến từ sự sinh, thế nên đừng buồn khi có người chết. Cái khổ của họ trong cuộc đời này đã hết rồi. Chết là một chuyện tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buồn thì hãy buồn khi có người sinh ra đời. Tội nghiệp thay, họ lại đến nữa rồi. Họ sắp phải đau khổ và chết nữa. Người hiểu biết ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian không có bản chất. Bởi vậy, người hiểu biết không vui hay buồn vì họ không bị cuốn trôi theo các pháp. Thế gian luôn luôn biến đổi này. Trở nên vui là sinh, trở nên buồn là tử. Chết rồi lại được sinh ra và sinh ra lại chết nữa. Sống và chết trong từng phút giây là sự luân lưu bất tận của vòng sinh tử. Và bản chánh văn đến đây đã hết. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Chắc Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai Giá, con kính dâng Bích Thánh Sư. Cảm ơn cô Nhất Quỳnh. Kính bạch chư Tôn Đức và chư vị Phật tử. Có lẽ ít có thể nào mà chỉ thông tin đại chúng cho chúng ta những con số rất là chính xác và nhanh chóng như thời đại này. Bởi vì vậy, khi đại dịch corona xảy ra, ngày xưa vì có nhiều website gần như là cập nhật liên tục những con số người bị lây nhiễm và số người chết. Có những cái chết thì người ta không nhắc đến, nhưng mà có nhiều cái chết nhắc đến nhiều. Ví dụ mới đây một vị bác sĩ ở tại New York tự tử. Bác sĩ này là một trong những bác sĩ trị liệu hàng đầu. Ở tại các bệnh, tại bệnh viện trị cho những người bị lây nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, không phải chỉ mới đây, chúng ta nghe nhắc đến hiện tượng tử sanh hay là suy niệm về cái chết trong đạo Phật, mà hầu như ai quen với Phật pháp thì đều nghe đến cái phương pháp niệm chết hay là quán tưởng về cái chết. Tất cả chúng hữu tình phải đến vì cõi đời, vì mạng sống vạn loại chung cuộc là sự chết. Ra điên với nghiệp quả, làm thiện sinh cõi vui, làm ác sinh khổ cảnh. Người trí năng làm thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Mạng sống thật ngắn ngủi, đưa dần đến tử vong, không ai làm khác được. Người hiểu được điều này năng làm các việc thiện, vì công đức đã làm là cội nguồn hạnh phúc. Nếu một người không hiểu một pháp
Điều khó hiểu là tại sao Phật pháp nói nhiều đến vô thường, Phật pháp nói nhiều đến cái chết, mà người Phật tử có vẻ như là bình thản trước cái chết. Không phải tất cả người không sẽ chết, nhưng mà đa phần chấp nhận cái chết. Bởi vì thưa quý vị, chính có một cái nhìn, một cái nhìn tốt, cái nhìn chân sắc về cái chết, về sự chết, cho chúng ta được một sự thanh thản, cho chúng ta được một sự bình an thực sự. Và đây là những điều rất là khó hiểu khi chúng ta đề cập đến sự tu tập. Những câu nói của Ngài Trên Cha hôm nay mà chúng ta được đọc ở trong cái phân đoạn sanh và tử này, đề cập đến những một số các suy nghĩ. Ở câu số 1, thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình: tại sao sinh ra, tại sao ta sinh ra? Sáng trưa chiều tối, mỗi ngày hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. Thưa quý vị, câu nói ngạ ngạ chân cha, nếu mà chúng ta nghe trong một bài pháp thì Ngài luôn luôn nhắc rằng nếu một người tìm được một mục đích cao cả trong đời sống và sống cho mục đích đó thì đời sống có ý nghĩa. Còn nếu chúng ta sinh ra đời mà chỉ là một sinh vật, rồi ăn, rồi ngủ, cười nói đi đứng rồi chết, thì quá là vô nghĩa. Và đôi khi mình phải đặt câu hỏi đó là mình sinh ra để làm gì? Tại không lý giờ mình sinh ra rồi mình chết đi mà không có cái ý nghĩa gì ở trong cuộc sống này. Thật ra nhiều người ở trong số chúng ta đều có sống cho qua ngày. Người ta cũng sống, mình cũng sống. Người ta cười, mình cũng cười. Người ta nói thì mình cũng nói, nhưng mà không tìm ra một ý nghĩa gì hết. Và do vậy Ngài nói rằng đôi khi mình phải đặt vấn đề tại sao ta sinh ra. Và thưa quý vị, trong câu số 2 Ngài nói rằng sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Sinh và tử chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà không thể có cái kia. Làm sao có sinh mà không có tử được? Sinh và tử như hai mặt của đồng tiền. Khi chúng ta sinh ra đời đó, thì từ cái chủng loại mà sinh ra là loài người đó, thì đã giới hạn cuộc sống của chúng ta nhiều lắm là 100 năm thôi, hay là 110 mấy năm là cùng. Hãy sinh ra thì phải chết. Tạo mà giống như một chiếc xe mà người ta chế, khi người ta chế chiếc xe đó, thì ở trong đó nó đã có một cái định đặt là chiếc xe này nó tới ngày nó phải hư, không có chiếc xe nào chế mà nó chạy hoài được hết. Sinh và tử chỉ là một, đó là cái nhìn, đó là sự quán được. Hãy vì có sanh ra mình phải có tử, và chắc chắn chúng ta phải chết. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa bé ra đời. Thực si mê và khôi hài làm sao? Nếu muốn khóc lóc, hãy khóc lóc sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc. Vì sinh ra thì không sinh ra thì sẽ không chết. Nó là một sự thật mà liệu rằng chúng ta chấp nhận sự thật đó hay không? Và thưa quý vị, có nhiều sự thật rất là hiển nhiên. Thì quý vị có thể chờ một chút xíu.
thưa quý vị, một điểm mà một người tu tập cần nghi ngẫm là đôi lúc cái buồn của chúng ta nó thật sự không có hợp lý. Nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, sanh và tử chỉ là một, nhưng mà khi mình sanh ra thì mình cười, kỷ niệm ngày sinh nhật. Và ai mà có con cái sanh ra, nhất là con trai sanh ra, thì có nhiều người mừng rỡ. Nhưng mà kỳ thật thì sanh và tử nó không có khác biệt. Và đôi khi mình nghĩ rằng sanh ra là một điều hạnh phúc, nhưng mà Ngài cũng nhắc rằng mình nghĩ cái chết đó là một đau khổ, nhưng mà thật ra thì giữa cái chết và cái sanh đó, nó cũng vậy thôi. Sống trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày đó thì nó cũng khổ lắm. Nó chỉ khác là lúc đó chúng ta không có ý thức được nhiều. Và cái đôi khi sanh ra đời nó trải qua không biết bao nhiêu mà cái khổ ở trong bụng mẹ. Nhưng cái quan niệm của chúng ta là hãy sanh là vui và chết là khổ. Cái quan niệm về sống chết vui khổ đó, Ngài nói nó khôi hài là tại vì nó chỉ là một thôi. Có ai sanh ra mà không chết bao giờ? Và thứ vị, Ngài muốn đưa chúng ta về với một cái tâm trạng rất là thường tình, là mình được đặt nhiều lắm cái chuyện vui buồn theo thường thức. Mà chúng ta nên hiểu rằng nó là như vậy đó. Và đa số những cái gì, cái cảm giác của chúng ta nó chỉ là cảm giác thôi. Cũng như có một vài lúc nào cũng lo lắng hết. Lo lắng công ăn việc làm, lo lắng cho con, cho cháu, nó đi sớm về khuya, lo lắng. Kinh tế lên xuống chúng ta cũng lo lắng. Chúng ta làm giống như là nếu chúng ta không có lo đó thì bầu trời này sẽ sụp xuống. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, chúng ta chết đi, ví dụ mình nhiễm Covid mình chết đi, thì tất cả những âu lo của chúng ta đó, nó đều trở thành vô nghĩa. Tất cả âu lo đều trở thành vô nghĩa, nó có nghĩa gì hết. Và nếu chúng ta suy nghĩ được điều đó, đó thì chúng ta sẽ sống thanh thản hơn. Câu số 4, Ngài nói rằng tại sao ta sinh ra? Ta sinh ra là để không còn phải sinh ra nữa. Câu nói này thì mới nghe thì cũng kỳ đó. Tại sao sinh ra để không còn sinh ra nữa? Nhưng mà nếu chúng ta nói một cái đầy đủ đó, là đối với một người tu tập tu theo Đức Phật, là chúng ta sinh ra để thoát khỏi, để tu tập thoát khỏi trầm luân sanh tử. Chứ người ta sinh ra không còn là để không sanh ra nữa. Nếu chúng ta có một cái mục đích rõ ràng và trong cuộc sống này, thì chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và tìm thấy sự phấn đấu. Còn nếu không thì thứ thì chỉ là vui với cái vui thường tình, buồn cái buồn thường tình, và cuối cùng không đi đâu, không về đâu hết. Ở trong câu số 5 đó, Ngài có đề cập đến điều là khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều rắc rối. Tôi thì rất là vui thưa quý vị. Ai cũng nghĩ rằng cái chết không có gì phải biết hết. Nhưng mà quả thật, nếu mà mình hiểu được cái chết thì cuộc sống sẽ đỡ đi. Mà mình không hiểu cái chết thì cuộc sống có nhiều rắc rối. Cũng câu chuyện mà
Chúng tôi thường kể quý vị là có một lần Đức Phật ngài về Kalela, và nhiều người buổi chiều họ đến chùa, họ đến một cái giảng đường lớn để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì thưa quý vị, có một cô thiếu nữ con của một ông thợ dệt chuyên buôn dệt vải để bán, có một khúc vải mà cô phải làm cho xong ngày hôm đó, nhưng mà cô cũng muốn đi nghe pháp. Thành ra ngày hôm đó cô thức sớm và cô ra sức cô dệt cho xong khúc vải đó. Và chính vì cố gắng dệt khúc vải cho xong, do đó cô đã đến chủ pháp hội tương đối trễ. Đức Phật ngày hôm đó, thay vì bình thường khi một người đến ngồi đông đảo thì ngài thuyết pháp, khi mọi người bắt đầu ngồi im lắng nghe thì ngài thuyết pháp. Hôm nay thưa quý vị, Đức Phật ngài ngồi im lặng và cả hội chúng đều im lặng chờ đợi Đức Phật thuyết pháp. Tôn giả Ananda, thị giả của Đức Phật, thì hiểu rằng khi Đức Thế Tôn im lặng như vậy nó phải có cái duyên sự. Và quả thật chỉ không lâu sau đó thì từ ở bên ngoài xuất hiện một cô thiếu nữ, chính là con gái người thời dân. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài ngồi ở trên bảo tọa và trước mặt Đức Thế Tôn là một con đường trống, tướng chúng ngồi hai bên. Đó là cách đầu ngồi thời xưa. Thì thưa quý vị, cô đã đi theo cái con đường ở giữa, đi đến gần Đức Phật. Chúng ta tưởng tượng như ngày nay quý vị vào trong chánh điện ở giữa con đường trống vào lại Phật. Và khi cô đến, cô chắp tay hành kính quỳ lại Đức Phật một cách rất là trang nghiêm. Và khi cô đứng lên thì Đức Phật hỏi rằng: con từ đâu đến? Thưa quý vị, câu hỏi của Đức Phật là một câu hỏi rất là đặc biệt. Bởi vì nhiều người đến gặp Đức Phật mà rất ít người sau khi Đức Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật hỏi như vậy. Dĩ nhiên là thời xưa không phải giống như thời hôm nay, tất cả mọi người đều sống trong một làng, ở trong một thành phố, mà hỏi con từ đâu đến thì nghe giống như là một chuyện rất là xa vời. Bây giờ mình hỏi thì có thể đúng đi, tại bây giờ người ta đi bằng xe rất là nhanh từ thành phố này sang thành phố khác. Nhưng mà ngày xưa thì thưa quý vị, câu hỏi đó nghe lạ lắm. Và nhất là câu trả lời của nàng thiếu nữ: bây giờ thưa con không biết. Ở trong thính chúng vang lên cái tiếng ngạc nhiên của mọi người. Họ hơi ngạc nhiên một chút khi nghe Đức Phật hỏi rằng con từ đâu đến. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa, cô thiếu nữ này trả lời: con không biết. Cái chuyện mình từ đâu đến mình phải biết chứ, tại sao mình không biết? Nhưng mà rồi sau sự ngạc nhiên đó, người ta lại ngạc nhiên thêm. Rồi Đức Phật lại hỏi rằng: rồi con sẽ đi về đâu? Một lần nữa người ta lại nghe một câu trả lời mà không ai tưởng tượng được. Nàng trả lời: dạ thưa con cũng không biết. Bây giờ ở trong thính chúng có những cái tiếng xì xào, nghe rất là lạ lùng vì cái câu trả lời của nàng. Đức Thế Tôn ngài không dừng ở đó mà ngài hỏi tiếp câu thứ ba: con có biết chắc như vậy không? Con có biết chắc không? Thì lần này thay vì trả lời như hai lần trước thì ngài trả lời, nàng trả lời rằng: dạ con biết chắc chắn. Mọi người cũng không hiểu cái sự gì, biết chắc là chắc cái gì,
Và Ngài chắc chắn là chắc chắn cái gì? Và câu sau cùng Đức Phật hỏi rằng, con biết chắc nhưng mà biết rõ không? Thì lần này thì Ngài trả lời rằng, dạ con không biết rõ. Thưa quý vị, có thể người ta nghĩ đó là một ẩn ngữ, nhưng mà không. Sau khi Đức Phật Ngài hỏi như vậy, thì Ngài mới hỏi rằng, tại sao khi Như Lai hỏi con từ đâu đến, thì con trả lời là con không biết. Nó bằng Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hiểu rõ là con từ nhà đến đây, nhưng mà con nghĩ Đức Thế Tôn hỏi con là con có biết rằng con từ cảnh giới nào đến đây trước kiếp sống này không? Không có lý do thì Đức Thế Tôn hỏi con từ biết con từ nhà đến. Thì quả thật là con không biết. Thì Đức Phật Ngài nói là lần thai. Rồi tại sao khi Như Lai hỏi rằng con có biết, con sẽ đi về đâu? Thì con trả lời rằng con không biết. Nhưng mà Đức Thế Tôn, bởi vì Đức Thế Tôn thừa hiểu rằng sau khi chấm dứt pháp thoại hôm nay thì con sẽ trở về nhà. Nhưng mà con tin rằng Đức Thế Tôn hỏi rằng con có biết rằng sau khi con rời bỏ cảnh giới này, cái thân này, thì con sẽ đi về đâu? Thật ra con không biết. Thế thì tại sao khi Như Lai hỏi con có biết chắc không, thì con trả lời rằng con biết chắc chắn. Mình Đức Thế Tôn có một con biết chắc chắn trong cuộc sống là con sẽ chết và không có khỏi sự chết. Sanh ra làm người có thân này thì con chắc chắn sẽ chết, đó là điều biết chắc chắn. Và Đức Phật hỏi con sau cùng, vậy thì khi Như Lai hỏi con có biết rõ không, thì tại sao con nói là không rõ? Thì nàng trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con chỉ biết chắc chắn rằng cuối cùng con sẽ chết, nhưng mà bảo rằng con sẽ chết ở đâu, lúc nào, bằng cách nào, thì thật ra con không rõ những điều đó, con chỉ biết con chắc chắn sẽ chết thôi. Thì Đức Phật khen là sa thú lần thai. Và sau đó Đức Phật Ngài đã dạy một thời pháp. Một thời pháp này dạy cho thính chúng hiểu rằng ở trong cuộc sống này có những điều mà một người không biết rõ thì nhận là không biết rõ, mà có những điều bị chắc thì nên nhận là bị chắc, mà có những điều mà thực sự chúng ta không hiểu thì chúng ta nên thành thật nhận ra không hiểu. Ở đây thưa quý vị, trường hợp cô thiếu nữ con gái người Thụy Dạch thì quả thật chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, chúng ta không hiểu rõ là mình sinh ra đời có bao nhiêu vốn liếng cuộc sống, mình có phước nhiều hay là phước ít. Có những người thời niên thiếu thì rất là thông minh đỉnh đạt, mà trung vận và hậu vận rất là tệ. Có những người thời niên thiếu rất là vất vả, cơ hàn, nhưng mà trung niên và lão niên thì lại cuộc sống rất an nhàn. Cái phước nó chiêu cảm qua đời sống chúng ta vốn không biết rõ. Và rồi chúng ta thường nghĩ tưởng về tương lai. Khi mình chết đi mình sẽ sanh về cảnh giới này, sanh về cảnh giới kia. Kỳ thật, những điều đó chỉ là những gì dựa trên tưởng tượng, dựa trên tri thức lý và tôn giáo nhân gian. Chúng ta không có cơ sở rõ về chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng dạy rằng chuyện đó cũng không có cần thiết đâu. Như Ngài Vajuto Ngài có nói đó, là Đạo Phật có nói đến chư thiên, có nói đến đời sau, nhưng mà không biết rõ chuyện đó cũng không phải là vấn đề, nó cũng phải là trở ngại sự tu tập. Nhưng mà có hai điều rất là quan trọng ở đây, ngay trong tiếp xúc này. Đó là chúng ta nên hiểu rằng chắc chắn chúng ta sẽ chết. Chắc chắn như vậy. Chắc chắn rồi, rồi có một ngày nào đó tất cả chúng ta đang có mặt ở trong room này không còn trên cõi đời này nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ ra đi.
Nhưng mà đi bằng cách nào, đi ở thời điểm nào thì không phải cho chúng ta biết hết. Do đó, biết chắc thì biết chắc, nhưng biết rõ thì không biết rõ. Thì từ cái biết chắc và cái biết không rõ đó, chúng ta nên làm gì với cuộc sống? Chúng ta đừng sống với sự đinh ninh. Chúng ta đừng sống với nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn sống mãi trên cõi đời này. Chúng ta đừng nghĩ gì vậy. Mà chúng ta hãy chuẩn bị hành trang, chúng ta đi. Mà chú quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh, và kể cả trong Trường Bộ Kinh, trong Trung Bộ Kinh, có nhiều bài kinh Đức Phật Ngài nhắc nhở rằng một vị tỳ kheo sống trong rừng mà tu tập, mà nếu vị đó nghĩ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, một cơn gió độc, một con rắn, một con thú dữ, một cái hầm hố, có trăm muôn ngàn thứ xảy ra mà mình có thể chết, thì vị đó sẽ tin tưởng. Thì cái thái độ của chúng ta, thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, không phải là lo sợ về cái chết. Mình nghe nói một ngày hôm nay đó, cái số người Mỹ chết vì đại dịch corona đã vượt quá cái số tử vong của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà không phải vì vậy để chúng ta sợ, mà điều đó nhắc rằng 3 tháng trước 60.000 người đó không ai nghĩ rằng mình chết đó. Bây giờ bệnh dịch chết, bệnh dịch đó xảy ra với nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, già có, trẻ có, thiếu niên có, trung niên có, lão niên có, giàu có, nghèo có, nam có, nữ có, những người có tiền có, những người nghèo cũng có, đủ đủ mọi thành phần. 3 tháng trước chúng ta không nghĩ ra, bây giờ chúng ta nghĩ gì? Nếu chúng ta có thì giờ tối nay mà làm được cái việc gì đó có ý nghĩa thì nên làm. Và bây giờ đặt lại vấn đề là nếu trong cuộc đời của chúng ta mà có những cái quan kết giận hờn thù hận ai đó, thì mình cứ nghĩ rằng mình sẽ ra đi với cái tâm tự thù, mình sẽ đi với cái tâm thiện, nó có đáng không? Hay là mình nên rũ bỏ bây giờ đi? Nó có thực sự đáng không? Nó đáng để một người làm cho chúng ta giận để rồi chúng ta đi vào trong cõi khổ không? Không cần. Không có. Bởi vì trong câu số 5 Ngã Sinh Cha Ngài nói rằng khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều rắc rối. Hiểu được sự chết nghĩa là cái chết có thể bất cứ đến lúc nào, và khi cái chết đến thì tất cả mọi thứ mà chúng ta vui buồn thương ghét thì đại đều là vô nghĩa hết. Thì chúng ta phải can đảm nhìn về điều đó. Ở câu số 6 đó, Ngài có đề cập rằng Đức Phật dạy Ngã Năng Đa quán sát sự vô thường, quán tưởng cái chết trong từng hơi thở. Chúng ta phải hiểu sự chết. Chúng ta chết để được sống. Câu này có nghĩa là gì? Chết là chấm dứt mọi sự hoài nghi, mọi vấn đề và sống ngay trong hiện tại. Không phải chỉ ngày mai chúng ta mới chết. Chúng ta phải chết ngay bây giờ. Bạn có thể làm điều này được không? Nếu bạn làm được thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Bình yên, tĩnh lặng sẽ đến với bạn. Ở trong câu này, Đức Phật kỳ giải rằng với một người tu thiền đó, thì cái hiện tượng sanh diệt, sanh và diệt tương đương với sanh và tử. Nó chỉ khác nhau rằng sanh và tử chúng ta nói một kiếp người, nhưng mà sanh và diệt nó xảy ra trong từng hơi thở, ở trong từng khoảnh khắc. Thấy rất là rõ ràng. Những điều đó nó xảy ra rất là rõ ràng trong đời sống. Đời sống luôn luôn là một chuyển dịch thay đổi. Chúng ta có cái ảo giác là mình sống hoài, mình sống mãi, không phải như vậy. Nó luôn luôn thay đổi. Và cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở, đó là câu thứ 7. Có thể nói rằng về điểm này đó, thì chúng tôi thưa quý vị nhiều lần đi tụng kinh cho những người sắp mất, ngồi bên giường
bên cạnh giường những người trong lúc hấp hối. Mình tận mắt mục kích thấy cái lằn ranh giữa sống và chết. Chỉ đơn giản là thở. Trước đó một tiếng đồng hồ thì còn thở, còn có thể phản ứng được. Và rồi thưa quý vị, khi đang tụng kinh nói pháp mà có khi đang tụng kinh thì người đó ra đi. Cái biểu đồ ở trên cái máy đo nhịp tim nó trở nên phản ảnh cuộc sống kết thúc. Thì phải nói rằng nếu chúng ta thường niệm hơi thở và chúng ta tâm niệm rằng cái sống cái chết nó là một cái biểu hiện qua hơi thở, thì chúng ta thấy đời sống quả thật là mỏng manh. Mỏng manh lắm. Hôm qua chúng tôi có đọc được một bài viết của một người bị lây COVID. Người này 37 tuổi, sống ở cái thành phố Maryland, tiểu bang Maryland. Và khi mà bị COVID tấn công thì trở nên rất là khó thở, mình gọi là thở dốc, rất là khó thở. Và khi đó ở trong nhà gọi 911 để gọi xe cứu thương đến. Thì người này kể cái kinh nghiệm của mình trong lúc đó đó, thấy rằng cái sống cái chết nó chỉ là một mãi may của hơi thở thôi, đơn thuần một mãi may của hơi thở. Ở bây giờ mới thấy rằng cái sống cái chết của mình nó rất là phù hợp. Ở trong câu số 8 bài học ngày hôm nay, Ngài Chân Trang Ngài nói như vậy: nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ không sợ hãi mỗi khi bệnh và không còn đau buồn trước cái chết của người thân. Khi phải vào bệnh viện chữa trị thì hãy tự xác quyết rằng lành bệnh thì tốt, mà không lành bệnh cũng tốt thôi. Nếu bác sĩ cho biết tôi bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng thì tôi sẽ nhắn nhủ bác sĩ rằng hãy cảnh giác, cái chết cũng đang đến tìm ông đó. Vấn đề là ai đi trước và ai đi sau mà thôi. Bác sĩ không thể chữa trị hay ngăn ngừa cái chết, chỉ có Đức Phật mới làm được việc này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không dùng thuốc của Đức Phật. Quý vị quan hệ chờ chúng một chút. Thưa quý vị, câu nói Ngài Chân Cha đó, Ngài nói về một người, ví dụ bị ung thư, bác sĩ cho biết rằng người đó chỉ sống được 3 tháng. Nhưng mà thay vì người đó sợ hãi thì người đó cũng nên biết rằng đồng ý, mình hãy sống 3 tháng. Nhưng mà ngay cả bác sĩ mà đang nói chuyện với mình, không phải chứ của mình sẽ chết, bọn bác sĩ cũng sẽ chết thôi. Mà nói chuyện với ông bác sĩ thì nghe nó cũng chuyện hiếm hoi thưa quý vị. Nhưng mà còn có một thi sĩ, đó là một vị hòa thượng cũng ở Houston này, hòa thượng gọi là hòa thượng Chính Điền. Hòa thượng là bạn thân, rất là thân với Ngài Hòa thượng Hậu Giác, cùng tuổi Hòa thượng Hậu Giác.
Ngài thường có làm một bài thơ, và hôm nay chúng tôi đọc quý vị nghe. Nó cũng mang cái tính cách giống như là người bệnh ung mà nói chuyện với ông bác sĩ vậy. Bài này Ngài thường viết cái tựa đề là Tiếng nói người dưới mộ. Lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc cho mình. Anh sẽ là tôi sẽ là anh. Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Đã thơ mộng vui buồn và vinh nhục, từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời. Nhưng cuối cùng trả gió mới tàn hơi, buông tất cả, tay không còn một vật. Người sợ thúi quẳng tôi vào lòng đất, ớt không sao dỡ nổi nóc quan tài. Trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp ổ như sóng va vào đá. Đối với tôi quyền quy và phép lạ, những danh từ đều việc kẻ ngu si. Họ là ai và họ đã làm gì, hay cùng chết như hoa rơi về gốc. Nếu chịu thoát ngựa trâu và nố bọc, cho tham sân cho lục dục thất tình, anh sẽ là tôi đã là anh. Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Khi nói người dưới mộ này là Hòa Thượng Chư Điền tưởng tượng một người đã chết đi mà chôn ở dưới nấm mộ sâu, và từ nấm mộ sâu người đó có thể nói chuyện với những người đang sống trên cõi đời này, giống như chúng ta chẳng hạn. Người dưới mộ nói cái gì? Nói rằng anh sẽ là tôi và tôi đã là anh. Một kiếp sống chỉ là hai chuyện khóc. Lần chào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc chung. Anh sẽ là tôi đã là anh. Một kiếp sống chỉ là hai chuyện khóc. Thì thưa quý vị, bài thơ đó đã nhắc cho chúng ta một ý nghĩa là trên cái hành trình sanh tử độc lộ trường thiên, tất cả chúng ta đều phải đi qua. Tất cả chúng ta có chăng là hoặc sớm hoặc muộn, hoặc chống một ngày. Nên chi Ngài Chân Cha Ngài nói rằng chúng ta nên tận dụng điều đó. Khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều rắc rối, mà hiểu cuộc sống này thì chúng ta cũng sẽ thấy nhẹ nhàng đi hơn nhiều. Nếu bạn bệnh, nếu bạn sợ chết thì hãy quan sát xem chúng đến từ đâu. Chúng đến từ đâu? Chúng từ sự sanh. Tất cả chúng ta đều nói rằng cái chết đến từ bệnh, bệnh đến từ sự lây nhiễm của COVID-19. Nhưng mà không, cái chết nó đến từ sự sanh. Sanh như lão tử mà, có sanh thì phải cái tử thôi. Thế nên đừng buồn khi có người chết. Cái khổ của họ trong cuộc đời này đã hết rồi, chết là một chuyện tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buồn, hãy buồn khi có người sanh ra đời, tội nghiệp thay, họ lại đến nữa rồi, họ sẽ phải đau khổ và chết nữa. Nhưng mà chúng ta không có làm như vậy. Ở câu số 10, câu sau cùng, thì Ngài Chân Cha Ngài biết là sự hiểu biết ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian này không có bản chất. Đúng ra thì người hiểu biết rõ trên thế gian này, biết mọi pháp trên thế gian không có cốt lõi. Ở đây thì bản chất thì có bản chất đấy, nhưng mà ở đây nó không có cốt lõi. Ở trong kinh nó ví dụ như là cái củ hành mà mình đổ khoài nó không có lõi, hay là cái chuối mình lột khoài nó không có lõi. Bởi vì người hiểu biết không vui hay buồn vì họ không bị cuốn trôi pháp thế gian luôn luôn biến đổi này. Chúng ta thấy một điều rằng mình hiểu biết về cái chết đó không phải để chúng ta buồn rầu. Hiểu biết cái chết là để chúng ta không vui hay buồn và không bị cuốn trôi theo các pháp thế gian này. Trở nên vui là sanh, trở nên buồn là tử. Trở nên vui là sanh, trở nên buồn là tử. Chết rồi lại được sinh ra, và sinh ra lại chết nữa. Sống mà chết trong từng giây phút là sự luân lưu bất tận của dòng sinh tử. Thế ra thì những lời giải này rất là ngắn, nhưng mà ở đó cho chúng ta nhiều ý nghĩa rất đáng đi suy gẫm ở trong mùa đại dịch, mà nói chung cả cuộc sống của chúng ta. Nếu vì đó là một vài điều mà chúng ta đọc về một số các câu nói Ngài Thanh Cha về hiện tượng tử sanh. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tác phẩm này
Mà tác phẩm này rất khác với quyển khoa học Phật giáo khoa học của ngài Bajuto. Quyển sách kia thì ngài có nhiều lý luận và ngài viết dài. Ở đây cái phong cách ngài Thanh Tra thường là ngài nói những câu rất là cô độc nhưng mà rất là ý nghĩa. Quyển sách nào cũng cho mình và cũng cho mình những cái ý nghĩa rất là đẹp và rất là lợi lạc ở trong thời kỳ dịch bệnh. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc pháp thoại tại đây và kính thỉnh đến thời kỳ khoan nghỉ tụng cho một bài kinh Tam Bảo và Phản Ngữ, và sau đó là Đại Đức Nguyên Thông Ngô Thụy Dương cũng còn Phản Ngữ. Chúng tôi sẽ trở lại với một ý nghĩa khác của kinh Châu Báu ngày hôm nay. Chúng kính lên lễ chư tôn đức, thân chào của Phật tử xin phép đọc kinh Data Sutta. Panithanato patha yatatha gata sadapa paramiyo dasa paramiyo dasa paramata paramiyo bancha maha paricca geti so chariya pachima pavega pavakam ting cha ting apinikamanang Bathana chariyang bhutiban lan ke mara vichayang sapan yutanyana pative thang navaloko taradhamme tisape dime bhuttagune awa chitwa vesaliya tisupakaran tare sutiya maratin paritang karanto ajasma Nandato huyakarun majitang upatabe toa koti satasahase suchaka wale sude kwata yasa nambatikyan hamti yanchabwe saliyam pude roga mano sadukpe kasamputan tivitang tayang hipama baman tarathabe siparitantang panamahe Janita puta ni samagata ni bumma ni waja ni wanta leke sape waputa sumana pawantu atho pisaka tasunantu pasitang tasmahi puta ni sametta sape metang karotama nusiya pacaya ni wacarato jaharanti ye paling tasmahi ne rakkata atmata yang kinci gwitang itawa hurang wasake suwayang datanang panitang nano samang ati tathagate nairam vipote ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Ayang viragang amatang panitang yada chaga sakya muni samahito natena thamme na samati kinchi dhammi thamme ratanang panitang ete na sakye na suvati hoto yambuatha sato parigwana jisu ching samati manantarika nyamaho samati nate Nasamo na vichati dhambi thamme ratanang panitang ete nasatye nasuvati hotu. Ye pukkala atasatang basta chatari etani yugani hantite. Dakhineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala nidambi sanghe ratanang panitang ete nasatye nasuvati hotu. Yeso payota manasadan hena nikamino gotama sasanam hite bati bata matang vigay halatha muthani puting punchamana idam bisanghe ratanang banitang hete na sache na suvati hotu yathinga khilo pathawing sito siya chato pigwa Tepi asam bhakam viyo tato bhamang sa purisang vadamiyo ariya sacha niyawe chabasadidam visanghe ratanang banitang ete na sache na suvati hotu ye ariya sacha vipavayam diram tira banye na sudesita nikincha pite
on tu pa sa pa ma ta na te pa wang na ta ma yan ti dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sa na san ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa wan ti sa ka ya di ti vi chi ki chi tang ya si la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha ba ye cha we pa mo to cha cha pi tha na we a pa po ka tum bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu incha biso kam mang karo ti pa pa kang ka ye na wa cha yu da che ta sa wa pa po so ta sa ba ti cha da ya pa pa ta di sa pa da sa vu ta idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu Manapagum de yatha posita ke gimha namase pathamas mingim he patopamang thamma warang ade sinipa naga ming pang ita yeram bibhute ratanang panitang ete na sache na suvati hotu varo warang yu varado varaharo anuttaro thamma warang ade sayiram bibhute Tanang bani tang e te na sa che na su wa ti mu tu. Ki nang bu ra nang na wang na ti sam pa wang wi ra cha ti ta ya ti ke pa was ning te ki na bi cha. A wi run ti chan da ni pan ti thi ra ya tha yam ba di bo i dam bi sang khe ra tanang bani tang e te na sa che na su wa ti mu tu. Ya ni tha pu ta ni sama ga ta ni pham ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga ta ng de wa ma no sa pu chi tang vu thang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sama ga ta ni pham ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga ta ng de wa ma no sa pu chi tang tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga ta ng de wa ma no sa pu chi tang sang khang na ma sa ma su wa ti ho tu dạ cô đã đọc xong kinh La Tán Na Sutta và kính cung thỉnh sư Vô Thông sẽ nói chương trình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con được viên thông. Nói đầu tiên là con kinh cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo Pháp, đảnh lễ Chư Tăng, con xin đọc bài kinh. Ajatatha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramattha paramiyo pañcamaha Pariti so pachimapha vegapha vakang tin cha tin afini kamanang Padana charayang bodhipalan ke maravichayang Sabban yutanyana pativé thang navalo kutara thamme ti sabbe pime buddha gune ava chitwa vesa liyati subhakaram te re sutya maratin paritang karanto ayasma anang deteyo virakarunya chitang upathapetwa kotisata sahase suchakavale sudevatam yasanang patigang hantiyang javesa liyang pure roga manusadupisam putam tivitang payang kipamang taratape siparitang tang Anamahe yani da phuta ni samagata ni phumma ni vaya ni va antalike Saiva phuta sumana pavam tu atho visakkat chasunang tu phasitang Tasmahi phuta ni sametha sabbe meitang karo tamanusiya pacha yediva charakto chaharang tiye balin tasma Hine rang kata appa mata yang king chi vi tang itava hurang va sak ge suva yam ratanang pani tang nano samang atitata gate na idam bibuthe ratanang pani tang ete na sak che na suva thi ho tu ka yang viragang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito na te na thamme na samati king chi idam bi thamme
ra ta nằng pa ni tăng ấy tây na sắc chê na su ba thi hô tự giang bồ đà sẽ tô pa ri văn na di su chín sa ma di ma nam ta ri căn nhà ma u sa ma thi na tây na sa mô na vi chi đầm bi thầm mê ra ta nằng pa ni tăng ấy tây na sắc chê na su ba thi hô tự dê pu ga la a tha sa tam pa sa ta chak ta ri ấy ta ni yu ga di hôn ti tây đa ki nệ ya su ga ta sa sa va ca e te su di na nam ha pa la ni i đam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sắc che na su va thi hô tu ye pu ga yu ta ma na sa da he na ni ca mi no go ta ma sa sa nam hi te pa ti ma ta a ma tang vi ge ya la da mu da ni bu tiên phum cha ma na i đam bi sang khe ra ta nàng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa kỳ lô pa thê vinh si tô si gia cha tu phi va tê phi a sâm ba cầm pi vô ta thu pa mang sup pa ri sang va đa mi vô a ri cha sắc cha na a vê cha pa sa ti y đâm bi sang khê ra ta nàng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê a ri cha sắc cha ni vi pha và văn ti gầm phi ra phạm nhê na su đê si ta ni kính cha bi tê hôn ti phun ba mạc ta na tê pha văn a ta ma ma di văn ti sang khê ra ta nàng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su thẩm ma cha hi ta pha văn thì sắc ca và điếc thì biết chi kiến chi tăng chà si la bá tâm vai bị gia đát thì kiến chi chà tu hà phạm dê hi cha viết và mùa tô chà cha phi tha na ni áp hà bô ca tum y đầm bị sẵn khê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô thì kiến cha bị sổ cầm măng cà rô thì ba phá căng ca dê na va cha dù đá chê ta xa va a pha bồ sô ta sa ba thiệt cha đa và a pha ba ta đi ta đa ba sa vô ta y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va nạp ba gùm bê giả tha phu si tạc gê gìm ha na ma sê ba tha ma smin gìn hê ta thu pa măng thâm ma va răng a đê sa di nip ba na gà min ba ra măng hi ta yi y đâm bi bua thê răng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va răm nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô thâm ma va răng a đê sa di y đâm bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô từ khi năng pu ra năng na văn na thì sam pa văn vi ra ta chi yết ta và ti kê pha va smin tệ khi na pi cha a vi run hi chẳng đa ni băng thiền thị ra giá tha văn pa di bô y đầm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô từ giả ni tha phụ ta ni sam ma gà ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng bu đề hăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đàm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi hô tu. Vậy nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lĩnh sư phụ đã đọc xong bài Ratana Sutta. Bây giờ con xin mời người kế là cô tu nữ Tuệ Duyên và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời cô Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân bệ đức nguyên thông. Nam mô Phật tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sang kha giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài Kinh Châu Báu Ratana Sutta. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài.
Bani tha na to ba ta ya ta ta ga ta pa da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa ba ra ma ta ba ra mi yo bành cha ma ha pa ri cha ge ti so cha ri ya ba ti ma pa we ga pa wa kan tin cha ti ni ka ma nang ba tha na cha ri yang bo ti pan lan ke ma ra ku ta yang sa bành ni tan nya na pa ti we thang na wa lo kut ta ra tham me ti sa be bi me but ta gu ne a kwa chi toa we sa li ya ti su pa ka ra ta re su ki ya ma ra ting ba ri tang ka ron to a ya ma ananda ti ro vi ya ka ru nya chi tăng úc ba thất bề tòa cô ti sa ta sa hát sê su chắc ca hoa lê su đề quát ta giác sa năng bát ti dân hành ti dân cho quê sa li dâm bu rê rô gà măn nô sa đốt phê ca sầm phô tàn ti thi thăng pha dân khi ba màn ta ra tha bê si ba rít tàn tâm và nà mà hê Ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe sa bê wa phu ta su ma na pa wan tu a tho bi sắc can cha sa na na si tăng tắc ma hi phu ta ni sa me tha sa bê me tăng ka ro tha ma nu si ya va cha ya di wa cha ra tu cha ha ran ti ye pa linh tắc ma hi ne rat kha ta appa mata yang kinh chi vi tăng i ta wa hu rang wa sang ge su wa yang ra ta nang ma ni tăng na no sa mang a ti ta tha ga te na i dam vi pu te ra ta nang ma ni tăng e te na sa chen na su wa ti ho tu ca dân quy ra gần ma tăng bên ni tăng giác ta cha gà sa cha mu ni sa ma hi tô na tề na tha mê na sa ma ti kinh chi đam bi tham mê ra ta năng bên ni tăng ê tề na sa trên na su wa chi hô tu dâm bồ tát sa thô ba ri hoàn na di su chinh sa ma ti ma nan ta ri ca nhâm ma hu sa ma ti na Tê na sa mô na vui chất thi đam vi tham mê ra ta năng và ni tăng. Ê tê na sa chên na su hoa tu tu. Dê bút gà la áp tha sa tăng ba sa tha cha ta vi ê ta ni lu gà ni hò vê đá khi này ya su gà ta sa sa hoa ca. Ê tê su tinh na ni ma ha pa la ni đam vi sang kê ra ta năng và ni tăng. Ê tê na sa chên na su wa ti ho tu ye sâm ba yu ta ma na sa ta na he na ni ka mi no go ta ma sa sa nam hi tê pa ti pa ta a ma tang vi gây ha la ta mu ta ni pu tinh buồn cha ma na i đam vi sang khe ka ta năng ba ni tang ê tê na sa chên na su wa ti ho tu Gia thình đắc khí lô bà thác quỳnh sĩ tô sĩ gia chất tù phi hòa tê phi a sâm bắc cầm mi dô ta thù ba măng sập bú rì sang quát đà mi dô. A rì a sa chà ni ọ quê sa bác sa tì đàm bí sẵn khê ra ta năng bà nì tăng. Ê tê na sa chên bà thô tùng. Ye ariya satya ni vi pha wa yan ti gam phi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha vi te hon ti bu sa pa ma ta na te va wang a ta ma ma di yan ti dam bi sang ke ra ta nang ban ni tang e te na sa chen na su wa ti ho tu sa wa sa na sa na sam ma da ya te ya su tham ma cha hi ta va wan ti sa ka Ya đê ti vi chi ki chi tăng chi si la pa tăng hoa vi ya đa ti kinh chi chi tu ha ba ye hi cha vi pa mu to cha cha phi tha na ni a pa bo ca tung ít âm vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti hu tu kinh cha vi so cam mang ca ro ti pa ba căng
ca ye na wa cha yu da chi ta sa wa a pa po so ta sa pa ti cha da ya a pa pa ta di ta pa da sa vu ta i đầm bi sẵn khê ra tan năng bánh ni tăng ê tê na sa trên na su wa ti ho tu quan na pa gum bê ya tha pu si ta ge gim ha na ma se pa ta ma yin gim hê ta thu ba măng tham qua rằng a đề sa di ni ba na ga minh ba ra măng hít ta ya i đầm bi pu thê ra tan năng ni tăng ê tê na sa trên na su wa ti ho tu qua rô qua rành nhô qua ra đô qua ra rô anh u ta rô thầm qua rằng a đề sa di đàm bi bu thề ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa thi hô tu khi năng bu ra năng na quăng na ti sâm pha quăng vui ra ta chít ta gia ti kê pha quát minh tê khi na bi cha a quý ruôn hi chan đà ni ban đi thi ra gia tha dâm ba di bô y đàm bi sáng khê ra ta năng ban ni tăng ê tê na sa chê na su vát thi hô tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phom ma ni va ya ni va an ta li khê ta tha ga tăng đề va man nô sa bu chi tăng bu thăng nam ma sa ma su vát thi hô tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phom ma ni va ya như qua anh ta lấy khê ta tha các tăng đề qua mình nuôi sắp bố chi tăng thắm măng nằm ma xa mà su hoa ti hô tu gia ni ta phu ta ni sa ma các ta ni phẩm ma ni hoa ya ni qua anh ta lấy khê ta tha các tăng đề qua mình nuôi sắp bố chi tăng sẵn khăn nằm ma xa mà su hoa ti hô tu. Dạ con đã đọc bài kinh Ratana Sutta vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh Ngài Giác Đẳng trở lại với đạo tràng. Sa thú, cảm ơn cô. Cái điểm để khi thông qua cô thủy diệp, bà chi tôn đức và chư quý phật tử khi đề cập đến kinh Châu Báu thì ở đây chúng ta có một đoạn ở trong kinh Châu Báu mà qua bài kinh đó thì chúng ta hiểu được giá trị của Phật pháp. Ở trên cả hai phương diện là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Pháp bất tử thú thường đi dục diệt phiền não, và Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy tung thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp và Châu Báu thường diệt một bước chân vô thiền tự thành một hạnh phúc. Khi mà chúng ta nói đến giải thoát và tuệ giải thoát ấy, thì có cái chiều sâu mà chúng ta phải nói rất dài. Ở đây chúng ta chỉ nói một cái rất là ngắn, đó là ở trong cuộc này cái khả năng để đạt được những điều cao quý thì nó cần có cả hai, là tâm và trí. Trí là sự mẫn tiệp sáng suốt, nhưng mà tâm đó nó phải ở một cái trình độ lắng động, tập trung. Đôi khi chúng ta quá nặng về trí mà chúng ta quên đi cái vai trò của tâm. Lấy một thí dụ là
một người có kiến thức rất là rộng, nhưng mà cái hiểu biết là một rã, mà cái tâm họ thường sân si phẫn nộ là một lẽ khác. Và do vì khi mà chúng ta nói đến tâm và trí, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, ở đây chứng pháp ấy là sự tỏ ngộ các pháp, nhưng mà dựa trên cái cơ sở của tâm đạt đến trình độ cao. Đây là một trong những yếu nghĩa rất là đặc biệt trong Phật pháp, là cái tâm của chúng ta càng yên tĩnh thì thưa quý vị, cái khả năng mà lãnh hội nhận biết của chúng ta lại càng nhiều. Cho vì khi chúng ta là người học Phật thì trong đời sống không phải chỉ có đọc kinh điển hay là suy tư điều này điều kia bằng trí tuệ, mà chúng ta phải tự hỏi rằng tâm của mình nó có được thanh thản không. Những người mà tâm trí họ không được thanh thản thì họ sẽ không thể đạt đến cảnh giới cao được. Tâm của chúng ta giống như một tấm gương. Tấm gương mà nó bị hơi nước bị làm mờ thì nó không phản ánh được. Nhưng mà tấm gương trong sáng đặt cái gì nó phản ánh được. Vì vậy trong sự tu tập thì trao dồi trí tuệ là một lẽ, nhưng mà chúng ta đặc biệt cũng phải trao dồi nội tâm của mình. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến một bài thông tin về liên quan đến mùa đại dịch. Ngày hôm nay thưa quý vị, nhiều tiểu bang đang nói về chuyện đưa cuộc sống trở lại với bình thường. Nói cách khác là bãi bỏ cái sự phong tỏa, nhưng mà bãi bỏ trong nhiều cái giai đoạn ở nhiều tuần lễ khác nhau. Thưa quý vị, khi mà điều này được đưa ra đó, thì một số các chuyên gia về tâm lý ở trường đại học là Đại học Princeton và Đại học University of Toronto đã hợp tác với nhau để làm một buổi hội thảo, và ở trong đó họ đưa ra lời cảnh báo là có những cái quan niệm mà tất cả chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần và đừng để cho mình nhìn sai vấn đề. Trước nhất là họ nói về cái normalization, tức là bình thường hóa. Khi mà chúng ta đưa cuộc sống trở về bình thường trong giai đoạn này thì chúng ta nên tự nhắc và tự cảnh báo rằng đó chỉ là một cái luật lệ của chính quyền đưa ra, không có nghĩa là sự lây nhiễm của bệnh dịch không còn, không có nghĩa là chúng ta đã tìm ra thuốc chữa ngừa, không có nghĩa là chúng ta đã được tìm được phương pháp trị bệnh. Chưa bao giờ chúng ta phải trở lại cuộc sống bình thường một cách bất thường như vậy. Thành ra đừng hiểu sai là giải tỏa cái lệnh phong tỏa có nghĩa là cuộc sống trở lại bình thường trước kia, không có chuyện đó. Điều đó chúng ta phải tự nhắc chính mình. Bài điểm thứ hai chứ, một điều mà hai nhóm giáo sư của hai trường đại học họ đều đồng ý với nhau đó, là người ta lo ngại cái gọi là overlooking everyday hazards, tức là người ta xem thường những cái nguy hiểm ở trong đời sống hàng ngày. Cái nguy hiểm cũng còn rình rập của chúng ta khắp nơi hết. Nghe nó gỡ bỏ cái lệnh cấm, cái lệnh phong tỏa đó thì nghĩ là hết chuyện rồi, không phải. Cái nguy hiểm đó, nó vẫn còn đó. Và điểm thứ ba mà tất cả những vị giáo sư về tâm lý học ở hai trường đại học này họ đều nói đó, là
chúng ta tập trung nhiều về cái sức khỏe của thân, và chúng ta thường lơ là để chăm sóc cái cảm xúc của mình. Nó gọi là focusing on the physical health, but neglecting emotional health. Là chúng ta bỏ quên đi cái sự an mạnh của đời sống cảm xúc của mình. Cái đó cái rất là nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải chăm sóc cả hai thứ, thân và tâm của mình. Nếu về thân không chưa đủ, phải chăm sóc về thân của chúng ta nữa. Và một cái sai lầm chết người mà các vị giáo sư này đều cảnh báo chúng ta, đó là chúng ta tin rằng những gì mà mình cẩn thận, mà mình chuẩn bị đó, hoàn toàn vô ích. Con người chúng ta làm, thưa quý vị, mình chuẩn bị bao tay, chuẩn bị khẩu trang, chuẩn bị nước rửa tay, chuẩn bị xà bông rửa tay, vân vân. Nhưng mà rồi sau cùng mình tự nhiên nói rằng thật ra chuẩn bị nó cũng chẳng có lợi bao nhiêu, chẳng có tốt gì bao nhiêu. Có nhiều người chuẩn bị và cũng bị lây bệnh. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta đánh giá thấp, hay là chúng ta bỏ mặc những cái chuẩn bị mình cho là nó không có kết quả. Và cái tâm lý đó là xảy ra ở rất là nhiều người. Và các vị đó nói rằng chúng ta thường có một cái, ở điều thứ năm mà các vị nói với nhau, các vị đồng ý đó là chúng ta thường có cái khuynh hướng nuông chiều theo cái gọi là cái ưa thích trở lại cuộc sống bình thường. Thí dụ như là ở trong nhà có cha có mẹ, mà bà mẹ khuyên các con phải cẩn thận, còn cha đó thì nó không có sao, cái chuyện là bây giờ người ta dỡ bỏ rồi, thôi mình cứ sống bình thường đi. Thì cái người mà khuyên chúng ta sống bình thường á, thì người lại có sức thuyết phục nhiều hơn là người khuyên cho cẩn thận. Nói cẩn thận hoài mệt quá, mấy tuần lễ bị giam cầm bây giờ mình bảo rồi. Nhưng mà thật ra cái người khuyên chúng ta cẩn thận vẫn còn tốt hơn lúc này. Và sau cùng là họ nói rằng có rất nhiều nơi mà bệnh dịch tái phát trở lại, tại vì người ta trở lại với cái gọi là social norms. Social norms là những cái việc bắt tay, hất kinh ôm nhau, rồi chào hỏi, rồi đụng chạm. Những cái đó mình nghĩ không có gì hết, nhưng mà thật sự nó vẫn là vấn đề cho sự lây lan. Và do vì trong cái lời kêu gọi của tất cả chúng ta, tất cả mọi người, là chúng ta phải đặc biệt cẩn trọng. Cái việc mà có thể chúng ta đang sống những tiểu bang như ở trong cái sách mà chúng ta đang ở, thống đốc tiểu bang đã kêu gọi mọi người trở lại bình thường để tháo gỡ trong nhiều việc. Nhưng mà điều này đó, chúng tôi thưa quý vị rằng đằng sau đó, đó là một cái nỗ lực để khôi phục nền kinh tế. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà bệnh dịch đã chấm dứt. Bệnh dịch vẫn còn lây lan, và mức độ lây lan rất lớn. Và do vậy mong rằng tất cả chúng ta sẽ cẩn trọng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, cho những người thân. Và sự chăm sóc đó cũng có nghĩa là góp phần vào sự bảo vệ chung cho mọi người. Nam mô Bổn Thầy. Yani thabuta ni samagata ni bumma ni vaja ni vanta likhe sate vaputa sumana bhagwanto thobi sakate sunyantu pasitam tahi puta ni sametha sate metam karo thamanusiya bacha yadi vacharato chaharanti ye palink tasmahi netakata pamata yam kinchi vetam itava hurangva sakke suvayam ratanam vanitam
Nano samanga tita thagate naidam vibhute ratanang banitam Ete nasache nasuvate motukhayam viragam amatang banitam Yada chagasakya muni samahito nate nathamme nasamati kinchidam vithamme Ratanang banitam ete nasache nasuvate motukhayam bhutasero Bariwana yisa chin samati manam tarikai nyamah samati nate Nasammo na vichati idam vithamme ratanang banitam Ete nasache nasuvati motu ye pukkala atasatam basatha Chatari etani yugani hantite takineya sugata sasavaka Ete sudinnani mahapala naidam visanghe ratanang banitam Ete nasache nasuvati hotu yesopajota Manasadam he nanika mino gotamasa sanamite Bhati bhata matang vigay halatha mutha niputing Unchamana idam visanghe ratanang banitam Ete nasache nasuvati hotu yathindakilo Bhatavinsito siyachato pivate piyasambakam viyo Tathupamansa purisam vadamiyo hariyasachani Niyavachapasati dambisamke ratanang banitam Ete nasache nasuvati hotu Ye Arya Sachan Vipapa Janti Dramphe Dabhainye Nasude Sitani Kincha Pite Montu Pusapa Mata Nate Pavangata Mamadiyan Thiram Visanghe Ratanang Panitam Ete Nasache Nasuvati Hotu Sahavasadat Sana sambada yataya sudhamma chahita kakwanti saka yaditi vichiki chitang Chasila patang vapi yadati kinchi chatuk Chatuha baje chepa muto chachape thana Vyapapo katum vidam visanghe nang banitang Ete nasache nasuvati hotu kincha pisokammang Karoti bapakanka yena vacha vidache tasavapapo sota sambate chadapapata disabada savota Idam visanghe ratanang panitang ete nasache nasuvati hotu Vanabhagumbe yathapositake himhalamase Bhathamasmingimhe tathupamang thammavarang adesainipanagaming paramang Itayaribhute ratanang banitam Ete nasache nasuvati hotu varo karanyu varado varahado Anuttaro thammavarang adesainam vibhute ratanang banitam Ete nasache nasuvati hotu khinam puranam Navannati sampavam varatu chitta yatike bhavasmin dehi nabicha Avirun chanda nipanti thira yathayam badipo idam visanghe ratanang banitam Ete nasache nasuvati hotu yanita kutani samagata Nipumani vaja vantalikhe tathagatam deva manusa bhuchitam bhutam namasamasuvati hotu Tujani thakuta nisamagata nipummani vaja Ivantalikhe tathagatam deva manusa kuchitam Dhammam namasama suvati ho Tujani thakuta nisamagata nipummani vaja Ivantalikhe tathagatam deva manusa kuchitam Sangham namasama suvati ho Tujani thakuta nisamagata